gồng nước lớn, gồng nước lớn nha. Anh đi từ mấy giờ đến mấy giờ? Sáng sớm là 5 giờ. Ồ, quả gạo nguyên cục thiệt kìa. Ở đó là hả? Ở đó kìa hết hả? Ồ, dính nguyên cục vậy đó trời. Từ 5 giờ là anh đã đi rồi. Hư cái máy của mình á. Hả? Nhưng mà gõ sao đâu chị? Đâu chị gõ sao? Thì những cái miễn hào nó văng lên á, có thể ảnh hưởng đến mắt của mình nè. Và khi mà lấy chỉ được một tí xíu thôi, mà rất là nhiều con thì mới được 1 ký. Đôi khi là khoảng từ sáng đến chiều mới được 1 ký luôn. Và theo chia sẻ của chị này thì nói nghề này cực nhưng mà không có giá. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Và hôm nay đến đây thì gặp khá là nhiều điều thú vị và Bùi Hồ muốn chia sẻ niềm thú vị này với cô bác quý anh chị. Và đây là một cái hang tiền nè cô bác quý anh chị. Và chạy xa xa đằng kia lúc nãy thì Bùi Hồ có đi ngang qua và thấy những cái các em nhỏ cũng như là những người lớn đang mò cũng như là bắt những cái con sinh vật ở dưới biển như là con sò hay là những con hào để mà bán. Thì bây giờ thật sự như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Và hôm nay đồng hành với Bùi Hồ và chở Bùi Hồ đi là có anh Trí, một người mà sống ở trên ngôi nhà giữa biển này cô bác quý anh chị. Sống biển thì vui quá anh ha. Và cô bác quý anh chị thấy không, đây là một cái chiếc vỏ hàng ngày mà anh Trí phải di chuyển. Nào ở đây là có một điều thú vị mà Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị đó, giống như là một cái mão vua không. Và hang này người ta gọi là hang tiền mà Bùi Hồ đặc biệt gọi là hang vua, tại vì nó giống như là vừa cái mão của vua Gia Long á. Ở đằng kia cái ngoài biển thì sống thì nó về thủy hải sản thì rất là đa dạng, nhưng mà người dân sống ở đây thì họ vô cùng vất vả luôn. Và hôm nay thì muốn quay lên một cái thước phim này để mà giới thiệu với cô bác quý anh chị những người mà sống theo cái nghề biển nha. Dạ. Đôi dép này là đôi dép huyền thoại để mà đi khắp nơi. Mình sẽ mang lên đá. Đó, thấy bé kia đang đục hào không? Ê, anh chạy là bé đó giùm em ve lại được không anh đi? Được, mà mày leo lên đá là gặp đó đâu. Leo lên đá hả? Ở anh này đang đục hào luôn nè. Đi vòng trước ha. Dạ. Đi đầu ngoài trước đi nè, chỗ anh đó đó. Giờ anh có lặn ngày hào này không? Chưa. Em chào anh. Anh đục hào hả? Sáng giờ đục nhiều không? Được bao nhiêu ký gì vậy? Cho em theo em quay với nha. Cái gì đó? Coi anh cho em coi cái thành quả anh sáng giờ ấy. Dụng cụ của anh là một cái búa. Búa cái đục. Cái đục. Này mấy rau phải có khéo móng chứ mọi. Ồ, này mình bán hay mình ăn anh? Bán. Hào này là hào gì? Hào quyết hả? Hào quyết. Này mà mình ăn người ta phải đục ra. Ồ, bán này nhiêu ký anh? Ký 25 ngàn. 25 ngàn, sáng giờ anh đục này giờ mấy ký rồi? Đúng rồi, 3-4 ký gì hả? Hồi này cô bác bên chị. Ô nhưng mà rồi sao ta, rồi sao đục ăn được, mấy người như em về sao mua đục? Đập khó ra lấy thịt. Anh phải đeo cái kiến chống chống nước biển vô mắt á. Nước đục quá gọi thấy không? Bỏ đâu, đâu anh đục cho em coi với. Hình như là có con của anh đi nữa hả? Cái đó là bạn. Anh tên gì, nhiêu tuổi rồi? 30 rồi. Đậu hào sáu bơi rồi. Hào to to anh Trí. Anh phải mang một cái đôi dép, tại vì đi ở dưới này đá rất là nhiều luôn, không phải một chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà khi mà lặn á thì nước biển á
thấy cực không? Có 25 ngàn rồi, sáng giờ đó, sáng giờ ta đi, sáng giờ luôn á hồ. Ờ, đồng tiền kiếm đâu phải là dễ đâu anh. Anh Trí có bữa nào có trải nghiệm cái nghề này chưa? Chưa, cái này đó, tao quen, tao làm mới được, chứ mình đâu có làm được đâu. Nghề này dám mà hỏi anh, bắt cách biết bao lâu rồi. Để lát hỏi ảnh ha. Còn một cái bé kia đang lục đục hào sữa kìa. Ta đang lặn như biết làm gì không? Ta ngồi qua cái hòn kia ta ngồi tụm lên ta ăn cơm, ta đem đồ ngồi ăn cơm luôn á. Ồ vậy hả? Ừ. Để lát hỏi anh nè. Họ thấy nguyên đám 60 người cũng làm vậy đó, làm cái ăn cơm trên đá luôn vậy đó, ngồi trên đá ừ. Đá chỗ đường chỗ kẻ. Ồ. Con hào đó hả? Ừ. Ồ cho em coi với. Ê ê ê ê ê. Đâu, hào đâu? Nè con hào nè. Này chứ đâu phải cục đá mà, đó cục đá mà phải không? Không. Đó, con đó đó. Cái cây này cái gì anh? Cây rong biển. Rong biển. Ủa con gì bự vậy hả? Đừng có ký con này ăn ký ha, lo ngẹn con là đục ngày 10 con là không cộng rồi. Không phải hào đâu ta. Hào đó. Mình cầm đi, mình cầm đi. Mình để. Vậy, ủa, hào gì ngon. Mình để đây thì anh cho mình xong. Nói chơi á. Lát nữa anh dám anh đục ra nữa. Cầm nó rất là khó chịu luôn. Bơi dễ không anh Trí? Bé kia. À chị ơi, chị đục hào sữa hả? Chị đằng đó đục hào sữa chút xíu nữa mình quay anh. Anh tên gì anh? Trân. Anh Trân. Anh Trân năm nay bao nhiêu tuổi anh Trân? Dạ. Anh làm nghề này bao nhiêu lâu rồi? Anh Trân chia sẻ rằng anh Trân năm nay gần 40 tuổi và làm cái công việc này là từ nhỏ đến lớn luôn. Vậy đâu có chuyên nghiệp đâu mới làm được chứ mày đâu có làm được đâu. Như anh lặn xuống ngồi chắc mình lặn tay mình dính máu. Ừ. Đúng không? Ừ. Đàn ông làm việc lớn đàn bà mẫu hồi sữa rồi phải không? Lát nữa mình mất tiền ở này đó, bài lấy thịt không nặng lắm á, ký luôn. Rồi con hào này mình có đục ra nữa không anh? Đục. Cho anh đục ra cho em, gõ ra cho em xem với. Nè. Làm nghề này mệt dữ không anh? Mệt chết. À, anh Trân chia sẻ là mình canh con nước sao anh Trân? Này hả? Dạ. Nước rộng nước lớn. Nước rộng nước lớn nha. Anh đi từ mấy giờ đến mấy giờ? Sáng sớm là 5 giờ. Để ô, quả bạo nguyên cục thiệt kìa. Đó là bà. Nó kia hết à? Ồ, dính nguyên cục vậy đó trời. Từ 5 giờ là anh đã đi rồi. Ừ, đi đến mấy giờ? Đến 8, 9, 10 giờ, 11 giờ về. Rồi ngày thu nhập vậy là khoảng nhiêu tiền? Ngày 200 ngàn. 200-300 à. Có đem cơm theo ăn không? Có. Khi nước hở quá, không có. Ngày nào em chị em gì đó cũng đặt được. Cái anh này người dân tộc quá. Anh là người... Hở quá, mình lặn không được. Anh là người dân tộc luôn hả? Ừ. À, hào này là hình như là mình ăn sống liền được luôn đúng không? Được. Bây giờ đục ra được, ăn liền được không? Được. Đâu anh đục ra cho em ăn thử rồi. Ôi, mẹ ra ta. Ôi. Ôi. Bồ Tạc á, chậm vô. Ăn không được không? Được. Mà anh đó giờ có ăn thử chưa? Ăn quẩy gì? Hay là chỉ có ăn hào sữa thôi? Hào sữa gì? Hào sữa đó, có hào sữa kìa. À, lát nữa mình sẽ ấy, bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh cho. Em muốn ăn cái này chứ cái gì? Dạ, cái nào anh thấy ăn được anh cho em ăn à. Đã. Em đâu có sợ gì đâu. Bộ tạc á, tạc có chanh vậy. Đây là hào sữa hả? Ừ, cái đó. Ồ, lát nữa mình mua hào sữa. Hào sữa bán nhiêu ký anh? Bà bán, tôi đâu biết. Chị. Đây nè. Hào sữa mình bao nhiêu một ký? Một ký 150 chú. 150 cho ngàn ha. Nó được 1 ký chưa? Chưa đâu hả? Lát nữa mình coi nha. Ở bây giờ con hào này, anh này anh chia sẻ, con hào này có thể ăn sống được. Và chấm bộ tạc. Chị ơi, cho em thưởng thức một con hào sữa sống được không? Ăn liền được không? Không vậy. Hả? Chị năm nay nhiêu rồi? Cho con nhỏ nhỏ thôi. Bẻ là sao? Bẻ cái gai này ra. Ở chị lựa con nào mà bẻ sẵn đi. À. Lát nữa chị cho em theo chị quay phim nha. Nói chung là đã nói là trải nghiệm thì mình cũng phải thưởng thức luôn. Anh Trí dám thưởng thức không? Không. Người ta là thua à, phải biết luôn á. Trời ơi, hồ nó gan kìa. Trời ơi, mày gan quá hồ ơi.
không lại, không lại vô chợ cũ kìa anh. Thưa cô bác, anh chị, hào sữa là một đặc sản, nó có thơm cái vị sữa nên người ta gọi là hào sữa. Và cái công việc mà bắt hào sữa nó cũng đơn giản hơn so với công việc mà bắt hào huyết giống như anh Trân. Và đây là một cái con hào sữa chị này mới đục ra. Thì chắc có lẽ là mình sẽ ăn luôn. Có nhiều người gọi là mình ăn sống nhưng mà hào sữa là một con sinh vật. Mình rửa nước muối thì mình có thể ăn được luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ vô miệng, bỏ miệng ăn nhanh trí nha. Trời ơi. Mẹ đứa. Thứ một, cái vị nó thơm thơm và không có tanh. Bác mẹ nó ăn sống luôn. Thơm cái vị sữa của bác quý anh chị. Rất tuyệt vời. Nhưng mà khuyến cáo cô bác quý anh chị á, đi tái canh được à, con cháu cũng được. Dạ, khuyến cáo cô bác quý anh chị ăn là bao tử mình phải tốt nè, mình mới ăn được nha. Như bùi hồ thì cũng quen rồi, xương gió quen rồi. Ha. Anh Trí này đâu dám ăn đâu. Không dám. Thì, chắc có lẽ là tí xíu nữa thì mình sẽ mua ủng hộ cho chị gái bên kia. Tại vì mình á thì không có gì, không có dụng cụ để mà đục á, anh Trí. Mình sẽ mua hào sữa mình nấu cháo ăn ha, hoặc là tái chanh. Riêng em thì em ăn sống. Chị ăn cơm, đem cơm theo ăn luôn hả? Chắc có lẽ là ở đây lấy đôi dép rồi em leo lên quá. Cho em mượn cái mít anh Trí. Và đây là cái người chị nè. Và chị vẫn đang đục hào sữa, anh Trân ở dưới kia thì lội nè. Nói chung là nguyên một cái này mình ở xóm nhau không hay sao chị? Ở xóm với nhau làm thôi ha. Làm cái công việc này lâu chưa? Mình sợ, có khi nào mình sợ ba cái đá nào nó văng không? Lấy thấy cực quá chị. Mỗi ngày là thu nhập từ việc mà thu hoạch hào này là bao nhiêu tiền hả chị ha? Thế mà chú nước rồng nước lớn, nước rồng thì chỗ nào có nhiều thì nhiều chút đi, chỗ nào không có thì ít chút đi. Em ơi, xin lỗi là chị năm nay là mình bao nhiêu tuổi hả ta? 30 hả? 30 nhỏ hơn em rồi. Thôi kêu em đi, phụ nữ cho nó dễ. Ha. Chị làm cái công việc này là bao lâu rồi? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Mỗi ngày thu hoạch được khoảng 200 ngàn là cũng được ha. Có đem cơm theo ăn không chị? Có. Trưa mình ăn cơm luôn. Chưa ăn cơm, chừng nào đói lên ăn cơm. Ăn cơm ở đâu? Trên đồ ở trước. À, trên vách đá đằng trước ha. Còn chị bên đây nữa nè, vẫn đang đục nè. Em đi. Chị nghe. Anh làm quay ký sự. Lên Facebook mới ăn rồi. À, cho biết cái nghề vất vả của nghề lấy hào sữa. Cái bả Bùi Hồ đó là gặp ba đó là quay lên mấy anh cha coi à. Bùi Hồ á. Ừ. Bùi Hồ TV. Anh chị cứ lên YouTube là Bùi Hồ TV là có à. Dạ. Lấy này cực lắm Hồ ơi. Đó, thấy không? Thôi bây giờ như thế này thì chị năm chị cho chị cầm này đi em đục cái. Được không? Trời dữ quá, nước mặn thôi. Ồ vậy hả? Nước mặn chị sợ hư cái máy của mình á. Hả? Nhưng mà gõ sao đâu chị? Đâu chị gõ sao? À cho em gõ thử nghe ơi. Gõ vô cái mép. À, đây, đây là con này ha. Gõ vô cái mép nào. Dạ. Mép ra ngoài đó là à. Dạ. Ngay bên cái miệng đó là. Chị cầm, anh cầm cái cây này cầm cho máy giùm em. Ờ vậy đó, được không? Quay mày đâu, tao đâu thấy đường đâu quay. Rồi bấm nè, thấy nè. Ờ, thấy nè. Rồi con này ha. Đục ở trên này. Đục trên này ha. Bên đây cái con này cũng được. Con này dễ hơn ha. Rồi kéo ra đi. Gịch ra. Ồ, dễ chưa. À, rồi sau đó lấy này ra luôn. Đúng rồi, cái ở dưới nha. Vô trung tâm nó gắt à, lấy phải móc cái giữa móc cho nó nguyên con ra chứ để nó xé bịt lum. Ôi rồi gắt luôn rồi. Con này được không chị? Được. Con này được không?
nhưng mà em đục ra có thể được nè, nhưng mà cái này nó khó lắm ha. À, rồi bây giờ lấy ra. À, lấy thì dùng nó lấy ra ha, quay đầu ngược lại. À, rồi con nào nữa, con nào nữa đâu, con nào dễ đục đi, con nào dễ đục ha, biết con nào không. Em đang vẫn đang kiếm nè, con này đi. Nói chung là để mình đục xong mình nói cho cô bác của anh chị cái cảm giác của mình khi mà mình đục ha. Quay ra, quay đít lại. Ủa, cái này không đúng nghiệp rồi. Cái này làm chưa hay lắm ha. Bạch rồi. Có gì được không? Đúng rồi. Lấy không? Đúng. Hả? Lấy luôn hả? Thưa cô bác của anh chị, cái cảm giác mà cái nghề đục hào sữa này á không hề dễ dàng một chút nào. Khi mà mình đục rồi những cái khi mà mình không mang kiến á thì những cái miễn hào nó văng lên á, có thể ảnh hưởng đến mắt của mình nè. Và khi mà lấy chỉ được một tí xíu thôi mà rất là nhiều con thì mới được một ký, đôi khi là khoảng từ sáng đến chiều mới được một ký luôn. Và theo chia sẻ của chị này thì nói nghề này cực nhưng mà không có giá. Chị tên gì? Tên Diệu. Chị Diệu hả? Có gia đình chưa chị? Có rồi. Ồ, có em bé chưa? Có rồi. Rồi chồng chị làm nghề gì? Đó cũng ổng làm hết. Ồ, chồng chị đó hả? Ôi ơi. Cô bác của anh chị thấy treo leo dữ lắm luôn á. Chứ không phải là chuyện đơn giản chút nào đâu. Hai vợ chồng đi làm là ngày thu nhập được khoảng nhiêu tiền hay chị Diệu ha? Ngày cỡ 200, 300. Nguyên cái số mình đi làm luôn hay sao chị? Người ta đi, người ta không. Mai chị có đi không? Mai chị biết muốn có đi. Trời em mà đi, trời sợ trời khổ gì thì khổ quá đi không được. Nhà chị gần ở đây không hay là chỗ hàng cái xấu gì không? Ở bên mình áo chứ. Hả? Bên mình áo hàng chẻm chùa hang á. Bên chùa hang. Ủa xa vậy, đi xe xuống hả chị? Đi xe chứ. Rồi sao mình phát hiện con ở chỗ nào có? Đi làm người biết. Đây với mình đang có chục ngoài cây không ta? Chị ở trọ luôn hay gì? Không có nhà ở. Cái nghề này là ai dạy chị hay là hồi đó tự chị làm à? Thấy người ta đi theo. Đây là ông bà chị ở. À. Chị cái nghề này để cực quá mấy chị ơi. Từ đời ông ngoại hả chị? Chị đó là phải lấy dưới nước kìa cô bác của anh chị thấy không? Thôi bây giờ thôi chị làm đi, lát nữa em sẽ mua ủng hộ chị một tí ha. Bán liền không? Ví dụ nhiêu đó là đựng ký chưa? Hả? Ừ, em sẽ qua bên anh Trí ha. À, là chị này đi. Chị ở trên bờ, chị đi dưới nước. Quay chị móc. Chúc chị Diệu cùng anh có sức khỏe dồi dào đấy, là để mà làm càng ăn càng ngày càng khấm khá nha. Dạ. Lấy nhiều nè, vừa cái thùng đó vừa cái đó luôn á hả? Chị lấy hai món luôn. Giỏi vậy trời. Nói chung gặp cái nào đâu cho em xem với, gọi cho em gọi gần với. Trời ơi, chị lấy một thùng luôn cái trời, nhiều dữ ta. Ồ. Hào miếng. Hào gì? Hào miếng. Hào miếng khác, hào huyết khác nữa hả? Không, này hào miếng. Hào giống à, giống chồng vậy, giống anh đó. Con hào huyết là ăn không được. Ờ, ăn không được. Cái này con hào miếng không hẻ. Như con này chị đục ra tại chỗ được không? Nước gần đó, đục tại chỗ được. Này chị đục cho nó coi. Chị đục cho em coi với. Đây em gần dịnh chỗ cho. Nè, chút con để sẵn. Tại cái này bán người ta cần phí, ta lấy nguyên. Đây nè, chị nè xuống nước luôn nè. Thịt nó vậy nè. Chị đó giờ có đói bụng có ăn luôn không? Em biết ăn đây. Còn người có biết ăn, người ta ăn tại chỗ. Như con nào mập mập. Ăn tại chỗ được mà đúng không? Ăn sống. Nãy em mới vừa ăn sống á. Con này không ha, con khác nữa ta. Cái này là hào miếng, là cái con hào này nè. Cái mình đập thịt ra, thịt nó vậy, nó bự. Nó bự gấp nhiều lần cái hào này đi.
Ồ, ngon quá luôn á. Lúc trước em có nằm mơ là em thấy mấy người đi lấy hào gì mà hôm nay thì vô tình được quay luôn trời. Thấy đàn đi quay mấy người móc móng tay trên đó, thấy mấy chị nó kêu đi lẹ lẹ. Chị tên gì? Chị đi hai vợ chồng hay là đi mình? Không, em đi một mình. À, đây là chị Diệu, là chồng là anh Trân. Còn chị thì một đi có mình thôi. Dạ. Chị có gia đình chưa? Có rồi. Ờ, sao chồng không đi làm chúng? Chồng em đi ghe, không có đi làm cái này. Chị là người Khmer hết luôn? Dạ. Đi ghe mà cái gì? Ghe lưới hả? Đi ghe lưới ghẹ. Đi bến khơi xong rồi. Thôi chị làm đi, chị vừa làm vừa nói chuyện không sao hết á. Để thôi cản trở cái công việc của chị á. Chị Diệu đục hay vừa leo lên nước vừa xuống, cô bác của anh chị có mang dép không? Có. Đâu chị dở cho em xem ơi. Đó, à, thấy không? Bởi vậy đi trên khắp đâu biết đâu, dò cẳng rất thích trên. Ngày mai chị ở đây hay là đi đâu nữa? Ngày mai chắc lại đi. Lại đây hả? Dạ. Cái công việc của chị là đục từ mấy giờ đến mấy giờ chị gì? Chị về đi. Chị về chị cẩm. Công việc của chị là từ mấy giờ đến mấy giờ? Lòng giờ nào là đi giờ đó, chứ không có nói là thời gian chính xác gì. Mỗi ngày thu nhập thì riêng của chị thôi là cũng được hơn 200 ngàn ha. Thì theo bữa thôi, có đồng hả? Em này, em nói thiệt, cái nghề này em thấy vô cùng vất vả luôn. Không phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà đối với chị là những người phụ nữ thì có khó khăn gì không? Không biết, cũng quen hả? Có tiền là được ha. Đây là một nghề chân chính mà có Việt Nam thì khó có người mà hiếm thấy mà làm nghề này. Ngay cả anh Trí cũng ít thấy anh Trí. À, cũng là tiền người ta mới làm chứ ai đâu cũng mê nghề này đâu hầu ơi. Nghề này vất vả lắm anh. Đâu khác thua gì nghề đi biển đâu. Lấy từ con hào nè. Đấy, mình ăn một cái con hào á là chỉ có 20 đến 25 ngàn. Nhưng mà các chị, các anh thì phải lặn hì hục ở dưới biển nè. Từ từ sáng đến chiều tối luôn á. Vậy mới thấy nỗi khó khăn của nghề biển cô bác quý anh chị. Quay mấy chị ăn cơm nha mày. Quay chứ. Bữa nay đâu có đem cơm theo đâu. Ủa không có đem hả chị? Dạ. Ngày mai có đem cơm theo không chị? Về sớm không đem đâu, còn về trễ. Chị đem cơm theo cho em ăn kéo ấy.